bị mấy bà không à. Thấy gì? Thấy ma. Thấy ma hả? Ma. Nó đi vòng. Thấy ma vòng vòng nhà luôn hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ quay lại cái hoàn cảnh mà người con mà hơn 60 tuổi phải nuôi một người mẹ trong cái căn nhà một nát thôi cô bác quý anh chị. Cũng gần hôm nay thì cũng hơn một tuần rồi. Và quay lại đây coi chú Bo với lại bà sống như thế nào cô bác quý anh chị, cũng như là trao một số tiền mạnh thường quân của chú, của anh Tuấn ở Việt Kiều Mỹ cho chú với lại bà. Con chào chú. Dạ. Bật đèn lên chú. Ăn cơm hả chú? À. Con chào bà. Chào bà. Dạ. Cô bác quý anh chị. Chú ăn cơm gì vậy? Ơi hò quá. Cái này là tảo. Chú hò dữ luôn kìa. Bệnh hả chú? Hay là sặc cơm? Không phải chặt cơm. Chặt cơm hả? Không phải. Chứ là sao? Tại ho. Ôi ho vậy rồi ngủ được không chú Bo? Ngủ khó ngủ. Tay của chú gung gung kìa, chú cầm lên ly con coi coi. Ôi vậy đó hả? Ừ. Xỉn hả? Ho chiến. Ho chiến. Ho chiến quá ta ho. Cái này là của chú Bo mua nấu hay sao? Cái này tao hôm nay ra chùa cho. Chùa cho. Ồ chú Bo quá ho luôn rồi. Bà ăn cơm chưa? Bà ăn rồi ha. Ăn rồi. Bạn cơm hôm nay ăn gì vậy? Chào xuống mà luộc. Chào xuống luộc hả? Có xuống luộc là người chùa cho luôn hả? Chùa. Rồi chú Bo hồn quá. Chú Bo. Có sao không chú? Không. Tại nó ho. Tại nó ho. Cô bác quý vị đó thấy chú Bo là đang vừa bị xỉn mà vừa bị ho dữ lắm mà chú Bo. Có sao không chú? Không ra vậy hả? Không sao đâu. Ho ra nước mắt nước mũi hết à. Nước mắt nó bóng chùm lắm. Bà mấy nay khỏe không? À. Thôi ơi mệt hoài chú ơi. Mệt mà ngủ không được. Không ngủ được. Dạ. Ngủ không được. Ức hoài vậy đó. Dạ. Thấy bị mấy bà không à. Thấy gì? Thấy ma. Thấy ma hả? Ma. Nó đi vòng. Thấy ma vòng nhà luôn hả? Ma dữ lắm chú ơi. Nhà này ma hả? Ừ, ma không à. Nít cũng có, người lớn cũng có. Ôi ghê vậy? Ngủ không được, tôi ngủ không được, tôi mắt tôi mở hoài rồi tôi ngủ không được. Bà thấy gì bà kể nghe. Hả? Kể tao ơi có gì thì mấy người có chết đó. Ồ. Nó chết rồi nó hiện hình lại đó. Ồ. Ừ chứ đâu có mà. Thấy lâu chưa? Người sống. Hả? Thấy lâu chưa bạn? Trời ơi hoài à. Thấy hoài, tim nào cũng thấy chứ. Thấy hoài hả? À. Thấy cái con mình thấy hoài hả? À. Dạ. Bà già lợi nữa. Bà ngồi bả lợi nữa. Lợi sao? Bả lợi bả không có nói gì trơn á, bả làm thinh đó hả? Bà không có nói cái gì trơn, bả ngày này ngồi làm thinh đó hả? Mà năm mấy bà ngư, có phải ngư không? Ngư vậy? Hả? À. Năm mấy người, ừ. Năm mấy ma. Ừ. Nó nịnh là cũng á. Ông và bà già. Nói sao? Nói bà già, bà lợi đó, bà không nói trơn á. Bà nói bà thấy? Bà ngồi bà đi ngay vô nhà tôi chứ bà không thấy nói trơn. Rồi, nghe nhở? Ừ, ngay vô nhà tôi nhá. Rồi tôi la lên. Tôi mới đó, tôi la lên. Bà la sao? La tôi nói, trời ơi bà, cái dân chỗ trong nó nằm bà ơi bà. Cái dân chỗ bà ơi. Làm thế nào? Bà thấy nít nữa hả? Hả? Bà thấy nít đồ này kia nọ nó đi lông trong 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 trong. Bà chú ơi.
không có mần gì ăn được. Trời ơi, bà thấy vậy bà ngủ không được hả? Ừ, ngủ không được, con mắt mờ dồn quay à, con mắt dồn quay. Lúc đó là bà ngủ hay bà thức mà bà thấy hả? Hả? Trời ơi, thánh thần ơi, không có mà ngủ cũng thấy nữa, thức cũng thấy luôn. Ừ, thức cũng thấy luôn đấy, tới luôn, tới luôn rồi đó, tới luôn cho chổng bà hay sao? Ừ, chổng nội chổng, nội chổng. Tôi nói luôn mà ai ém cho nó bật bớt quá trời. Ngày xưa cái nền đây là ai cất cho bà hả? Nhà hả? Hả? Chùa. Chùa cất hả? Chùa cho đó, thấy tôi cảnh tôi ngày đó. Mẹ con không có nhà rồi, tao cho cất đâu rồi. Nhưng mà nền đất này là của bà đúng không? Hả? Đất này đất của tôi có một công à. Dạ. Phần này của cháu nặng đó. Dạ. Cháu nặng. Là bà thấy ma trong đây luôn. Ma không phải tôi. Không biết chết hay sống gì, hay cái hình dạng đi tới đi lui. Bà già cũng vậy, nhưng bà già đợi Trần Hầu khăn bản đi tới lui. Sao bà nghe con nói ốc vậy bà? Ừ, quá trời chú ơi, ngựa lắm chú ơi. Trời, bà ăn ngủ bà ăn. Mớ hoài. Mớ hoài. Bà mớ sao rồi chú? Bà mớ bà ra đi. Là hả? Ừ. Bà kể bà gặp gì, chú có gặp không? Không. Con mắt bà thấy hoài à. Ừ. Dưới tôi thấy đường mà không thấy đường chú ơi. Bà kể cho chú nghe hả? Ừ. Thấy đường. Bà kể nói rồi. Bôi. Ủa ma vô. Ừ. Bà kể lắm. Thức dậy nói luôn hả? Ừ, thức dậy nói luôn. Ngồi tôi nói trời ơi. Bây giờ nó ngồi giật giật giật, trời, cả diện ngồi giật giật, mà tao mắc không được. Trời, bà ăn, nó nói dữ lắm. Bà nói tao, nó mà vừa dẫn tao đi kìa. Bà dẫn. Sợ không bà? Hả? Bà sợ không? Bà nói dẫn tao đi kìa, đông gần kìa. Nói vậy à? Ồ, ghê vậy. À. Nhưng mà chú đó giờ chú không gặp ha? Không. Trời ơi, bằng ngày đâu có chú ơi, bằng đêm á. Bằng đêm á. Bằng ngày đâu mà có. Mình tay đây chứ, bằng ngày. Bằng đêm không có, bằng ngày không. Hết ăn luôn. Thôi cái hết. Thôi cái hết ăn luôn. Ngày là chú ho nhiều không? Nhiều. Ho nhiều lắm. Ho vậy là ho lúc nãy là ho nhiều rồi chưa? Đó vậy á. Vậy tới, ôi ho nữa rồi. Bác sĩ khám chú nói bệnh gì? Ho xỉn. Ho xỉn hả? Ừ. Hèn xỉn gì? Ừ. Rồi, chú nói là cái này người ta cho á hả? Ừ. Người ta cho không hả? Tà hủ. Là chùa đem lại cho? Ừ. Chùa đem lại cho. Ông chùa cũng cho ông. Cái này luôn ơi. Cái này bung súng thằng cháu nó cho. Ừ, thằng cháu nó. Có nghĩa là ăn đồ ta cho hết, mình đâu mua hẳn à. Gài con đưa gửi tiền của Mạnh Thường Quân, chú xài còn không, số dụng còn không? Ờ ơi, chúng hết hoài chú ơi, thuốc uống rồi chích nữa rồi. Còn tiền không chú? À, hạch tân hết rồi hả? Ừ. Hết thì không, hay là mới có một hai tuần đây à, hay là có ai xin chú không? Không. Trả tiền điện rồi ăn tiền cây nước rồi ăn rồi ăn vô mà chờ bình ga đó ăn đi mà tống tiền à điện người ta nữa. Chú ăn đi con nói chuyện với bà tí ha. À, chú ăn đi, nó mệt quá ăn không được, ăn hết được luôn rồi. À, chú cho bà ăn rồi thì chú mới ăn đó hả? À, chú ăn rồi. Bà đúng ăn y vậy đó. Dạ. Cái này chúng mà trao với mực tương. Dạ. Trao cũng mà ta cho bung súng. Ra cho bung súng này nó ăn. Rồi tà hủ này ăn bà năm bà tư thầy đó. Cho chùa. Có nghĩa là mình chỉ bắt nồi cơm lên mình ăn thôi. Dạ. Người ta cho mà. Bây chú ăn đi, chú ăn vô miếng nữa đi cho khỏe. Mệt quá. Trời, chú ho mà sức mồ hôi luôn kìa. À. Nó mệt quá, ăn hết nổi rồi. Hết nổi rồi. À. Vậy chú qua đây với bà đi. Chú ăn nổi nữa không? Ăn.
Rồi hổng gà cuộc sống của mình đỡ hơn không chú? À đúng mà sống sống đỡ đỡ. Đỡ mấy chú cho ăn nè. Rồi hổng gà sữa đồ mì rồi còn không? Có. À gà mì còn, gà sữa hết. Sữa hết rồi hả? À. Bà uống hả? À. Bà uống ngon không bà? À, ngon quá. Ngon. Uống hoài, bữa nào tôi uống hai lần vậy đó. Một ngày đủ hai lần vậy đó. À, ngày bà uống hai bịch lúa hả? Ừ. Hai bịch đó. À. Bà mà uống hai bịch mà. Bà uống bà thấy khỏe hơn không? À, khỏe, thiệt khỏe. Khỏe, chung khỏe chứ. Uống khỏe hơn ừ, cơm không? Ừ, không khỏe hơn cơm, ăn cơm không được chứ. Gà, gà mì á, mì còn, gà sữa hết á. Mì, mì chú uống sữa nhiều mì. Uống mà khỏe. Sữa nhiều. Là tôi mà uống khỏe, khỏe, khỏe. Đây chú cho hổm nè, trời ơi nè, chú này nè, chú này đó. cho đằng này 2 triệu đó. Ủa, với mà thùng mì với là sữa đó. Chú đó là chú Ken Vinh Thần cho. Dạ. Để chú nói cho chú nghe. Dạ. Mình ở đây con cháu nó cho tiền mượn đó. Mượn uống uống, chắc chích thuốc nó hoài đó. Chích thuốc chú bò, chích thuốc hoài hả? Ừ. Hoài nó chứ hổng chết rồi. Chết rồi. Ngày đó chích 2 mũi đó. Ủa? Mỗi nhiêu tiền chú? Hả? Là 150 á. Mỗi 150 hả? Ừ, 2 mũi á. Một ngày 150. Ừ. Không chích thuốc mà chịu không nổi. Ừ. Chích thuốc hoài không chịu không nổi. Uống thuốc nữa. Uống thuốc nữa. Uống thuốc nữa. 10 ngày hết 1.5 triệu rồi. Ừ. Trời ơi vậy còn chú ơi nói nào ngay. Lớp mà tiền điện rồi bình ga rồi cây nước. Cây nước có luôn. Đã hết tiền luôn rồi. Tám đã hết tiền rồi chú ơi. Trời ơi có nhiêu làm nhiêu hết chú ơi. Làm bao nhiêu à? Hết tiền bao nhiêu? Bà ngủ tối bà nằm mơ bà thấy ma mị, bà có niệm Phật không? Chú có tôi niệm Phật có. Chú ơi tối tôi niệm Phật chứ đó. Mô Phật, mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà thỉnh thần Quan Âm, có thần Quan Âm rồi mà. Có. Mà tối bà hình à, hình Quan Âm đó à, ở bà Năm à. Bà Năm bà Tư không? Bà cho đó. Của bà nè. Bà gặp bà niệm Phật thì hết không? Nam Mô Phật. Thì không biết hết không? Ông cùng mình cũng vậy hoài. Cũng mà vậy hoài không? Mệt. Với mà tôi cũng chuyển nữa. Chuyển tôi chuyển ít. Nói chuyện nhiều chú chuyện ấy. Hổng ngày là con của chú Bo ghé thăm không? Không. Không, không có gì, không. Không có gì, không có gì chứ. Heo vợ nó dòng trong mất tiêu rồi chú ơi. Dạ. Heo vợ, heo con nó. Hồi mà tới giờ nó không gì. Tết có về không chú? Không. Không có gì vậy. Mà không biết nó heo vợ nó đâu mà không hiểu. Trời ngày xưa là còn nhỏ là con của chú ở chung với chú hay sao? Ừ. Ờ, ngày xưa còn con còn nhỏ đó. Ừ. Ở chung đây rồi lớn rồi nó màn rửa mà nó có chồng mấy năm rồi chú Bo, vợ mấy năm rồi chú Bo? Nó bỏ trời lâu lâu trời ơi, lâu lắm mày, nó mà hai đời vợ rồi đó. Nó hai đời vợ nó bằng ngoài người ta không chú ơi, nó có nuôi ai chú ơi? Không nuôi chú luôn. Không. Tết giờ không ghé thăm, không cho tiền luôn. Không. Chú buồn không? Không, không có buồn chứ. Mô Phật. Ôi trời ơi. Chú cho tôi đội ơn tội ạ. Trời ơi, người rồi. Ta kêu có vợ nữa, thôi. Có vợ hăng, có con rồi, nó cũng mà báo nữa chứ gì. Có vợ đậm gì chú, trời ơi. Chú buồn con chú hả? Ừ. Cái hằng này có vợ gì, trời nó đau vậy nhờ nó chết chứ. Không biết ngày nào nó chết chứ, nó có vợ gì được. Chú đau bệnh quá mà, có vợ có vợ gì sao được. Ừ. Chết à. Ai nuôi chú? Rồi chết à. Trời ơi tôi nè. Không, từ hôm đó đến nay mà không dám đi đâu hết trơn chua. Đi thì bỏ nhà tôi, rồi tôi có ỉa đái rồi làm sao. Rồi nó đi, rồi tôi ở nhà có ai đâu nấu cơm cho tôi ăn. Rồi nó kẹt vậy đó mà nó không đi đâu được. Nó không có đi được mà nó cho nó bệnh đó. Dạ. Nó không đo bệnh đó. Làm vô cho lo nó rồi tôi nó bỏ rồi làm sao. Làm sao tôi ăn uống. Hằng ngày thì có người lại nhà tâm sự nói chuyện với lại chú Bo với bà không? Mà không có. Không, không có đâu. Trời ơi, nói nào ngay. Người ta cũng đơn chiếc chú ơi. Người ta đơn chiếc. Cũng có khi cũng lại chơi lâu lâu mới lại lần. Dạ. Không phải lời hoài. Dạ. Người ta công chuyện của người ta. Dạ. Rồi mình đâu có mà lợi người lợi hoài được. Dạ. Buổi nửa đêm có chết thì la lên. Trời ơi. Có gì thì la lên.
ra đây tận tay cứu giúp. Dạ. Ở đây người ta cũng thương tôi lắm mà người ta mắc mận cho trồng ớt trồng đồ ở đẳng. Vậy là con là lâu lâu là làm khách chú Bo với bà rồi. Đâu đâu có làm. Có nghĩa là lâu lâu có con lại chú Bo với bà vui không? Vui. Vâng thưa bà. Có người nói chuyện hơn. Ừ, có người nói chuyện ngon quá chú ơi. Dạ. Mô Phật, tôi mang ơn với mấy chú mấy cậu. Ôi, mình ngày uống hai hộp sữa hồi đó giờ bà không có uống luôn hả? Không có uống gì. Có ăn mua đâu mà uống tiền bạc đâu có đâu có tiền đâu mà uống hả? Chú cho uống từ hôm mày con mày con mày mày con chứ sữa hết. Dạ mua sữa ở đây gần không hả? Ở đây vô trung chợ. Trong chợ đó là chú đi chích thuốc ở gần đây không? Có gần ở trung chợ. Mai mốt là chú đi con gỡ thay mặt Mạnh Thường Quân gỡ tiền chú là chú đi chích thuốc chú mua sữa cho bà nha. Dạ. Mang ơn chú qua trời chú ơi chú cầu chúc chú mạnh giỏi. Chú có vợ có gì không? Dạ rồi bà. Mô Phật. Có vợ mạnh giỏi chú ơi cầu chúc cho chú mạnh giỏi. Thôi bà cố gắng mà giữ gìn bà tối đêm mà bà gặp mà cái mà gặp ngủ không được thì bà niệm Phật nha. Có niệm Phật. Dạ có niệm Phật. Kêu bán niệm Phật. Ngồi cái chỗ niệm Phật hoài nha chú ơi. Ngồi cái niệm là tối là thức vẫn thấy mà ngủ vẫn thấy luôn. Chú ơi. Thấy thôi mà. Tâm dữ lắm chú ơi. Nên ông cũng có mà có khi nên ông cũng có nha chú ơi. Chú bà ngủ không được bà có kêu chú không? Có không có. Có. Bo gì bo. Đó. Bà nằm ngủ đây ngủ bên đó đó. Chú Bo thì ngủ bên đây nè, cô bác của anh chị. Bà ngủ bên đây nè. Ngủ tới bên tôi có gì chú la lên, hắn nói có gì chú la lên. Trời ơi, hai mẹ con có gì là người nào ấy là la lên. La lên, người nào cái ra la lên. Ủa, có gì mình đã làm không lợi đấy, la lên. Chứ còn không có ngủ cha, tôi với nó vậy đó. Tôi mà nằm đây nó có cái giường kia người ta cũng cho nó, giường này người ta cũng cho nó, người ta cho con mà chú ơi, tôi không có mua không gì hết, người ta cho tội nghiệp chùa chiền ta cho con đó. Hai cái giường này là chùa cho không? Cho không, cho tụi con cho là đồ ăn cũng cho luôn, cho nhà ăn, cũng cho luôn, con dao này cũng cho hết trơn chú ơi, mà tôi cọ bị tôi mấy đồ ăn trước cho rồi bàn ghế chúng người ta chúng mà mua cho cầm mua chạy cho chú không có gì nữa. Nãy gặp chú thôi, chú Bo thấy bệnh quá, thấy thương quá, già bệnh người không biết cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ. Nó chọc cái gì ho quá trời, nó mệt quá trời, tôi chọc nó hụt hơi nữa chú ơi. Tôi chọc bằng tim chú nó hụt hơi nữa chú ơi. Dạ. Tôi mà sợ nó ở tôi. Bà nghe giọng con bà quen không? Hả? Bà nghe giọng con quen không? Không biết. Bà nghe giọng con bà thấy quen mấy lần trước ghé không? Có biết hả? Chú ơi biết vậy chứ còn không thấy được, không thấy đường cũng không thấy đường rồi làm sao biết chú. Dạ bà đâu có biết tiền đúng không? Hả? Tiền thằng này biết. Bà cầm tờ tiền bà biết không? Hả? Cầm tiền giấy dày đó biết nó nhiêu tiền không bà? Chứ thì 200 100 chứ cho thằng này nó biết bị nó biết sao. Chú Bo này cố gắng giữ tiền kỹ nha. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì cũng vào một buổi chiều cũng như mọi lần trước thì đến gặp cái thăm hoàn lại hoàn cảnh của chú Bo và mẹ của chú, cụ bà năm nay cũng tám mấy tuổi rồi. Thì điều bất ngờ là nghe bà kể những câu chuyện mà cảm thấy gùng gận. Cái thứ hai là thấy chú Bo bệnh hoạn mà mới phát hiện ra là mỗi một ngày như thế là chú phải chích 150,000 trong bãi đó. Là có mượn tiền ta chích không chú? Có. Trời ơi, mượn tiền ta mấy chích mình mà mày tài tả bớt cho chú ơi. Tài tả ta đó chứ đâu ta cho. Mượn tả ta chứ. Hai mẹ con mà sống ở trong cái ngôi nhà dột hết mà nếu như mà có sức khỏe thì cũng không sao. Nhưng mà không có sức khỏe thành thử là không có lao động được. Chú Bo trước đây cô bác của anh chị là phải lượm chai nhựa rồi lon bia rồi nó bán kiếm tiền để nuôi mẹ. Mà trời ơi bây giờ cái thằng này nó bằng không được nữa, nó ra nắng không được. Có bây giờ người ta cho là nhiều. Bây giờ thì chú ngưng lao động luôn rồi. Sợ chú đi dọc đường xỉu đúng không? Người ta hay hoàn cảnh gì nó đi ra nắng không được. Ngồi nhà thì đỡ chứ còn ra nắng là mệt hoài. Bà thương chú Bo nhiều không?
thương nó lắm. Trời ơi, rồi bây giờ tôi biết nói sao giờ. Bà dạ. Chú bà có ba người con đúng không bà? Ừ, hay quá, ba người con. Hai đứa gái nữa đúng không? Ừ, ừ. Hai người con gái. Không bà... có. Đâu, không có gái. Có một mình con nhỏ kia con gái à? À, hai người con chứ, thêm một người gái nữa. Mà cái cô kia với lại chú Bo là bà thương chú Bo nhiều nhất hả? Ừ, nhất nhất hả? Nhất hả? Bị nhất nhất hả? Bị nó nuôi tôi nè. Nó đổ đứt cứt cổ đáy tôi nè, tôi thương nó. Dạ. Còn con của mình nó đi theo chồng tôi ít thương nó. Ít thương, ít gần gũi hơn. Ít gần gũi, có mình thằng này à. Chú Bo thì báo hiếu được cho bà ha. Ừ. Chú Bo có khi nào than cực không? Không. Không hả? Không. Thương bà nên không có than cực, thương mẹ mình nên không than cực ha. Không, không. Cực gì? Mẹ cực. Ai của ai cũng nói thằng này dữ chứ có. Trời ơi, hồi đó bà cũng mà là nuôi mình tới lớn. Tới lớn có vợ. Bây giờ bà bệnh rồi nuôi rồi bà sao giờ? Bỏ cho ai giờ? Ơi mang ơn chú Bo với bà chịu vô chùa không? Hả? Không, tôi không có vô. Đâu, thằng này tôi vô rồi đó. Áo dài đó. Áo dài đó. Áo dài áo cúng đó. Thôi bà, bây giờ thưa bà với lại chú Bo, thì hôm nay con đến đây để thăm bà với chú Bo coi tình hình bà. Trước tiên là coi sức khỏe không? Thứ hai á là con đến đây con thay mặt cho một mạnh thường quân là anh Tuấn. Dạ. Anh Tuấn là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Gửi cho mình 200 đô Mỹ. Dạ. Thì con đi đổi tiền Việt cho bà với lại chú Bo luôn là tương ứng lại 4.700.000 đồng. Dạ. Để cho chú Bo có tiền chích thuốc cho bà, có tiền uống sữa chú Bo. Con là lần sau con có ghé là chú Bo ba Bo mua cho bà thùng sữa nha. Dạ. Thùng sữa giống như con mua hôm trước đó chú nhớ không? Nhớ. Nhờ người ta chở về giùm. Dạ. Yeah. À, bây giờ con sẽ giao cho chú với bà 4.700.000 nha. Dạ. Đây, cô bác, đây là anh số tiền là được mạnh thường quân là anh Tuấn. Là Việt Kiều. Là Việt Kiều Mỹ. Nó gửi cho bà 2 3 4 5 1 triệu nè chú. 2 3 4 2 triệu. 2 triệu. Trời ơi, bọn em biết trời ơi, 3 triệu. 3 triệu mô Phật. Một bốn triệu. Bốn triệu 600.000 đồng. 600 à, hôm nay thì đổi 100 đô được 2.300.000. Dạ. 50.000 đồng. Dạ. Đây đó. Dạ. Mừng không chú? Mừng. Chú có nói là gì với mạnh thường quân không? Rồi chúng mà về nói quân nghe cũng cảm ơn. Lần trước là chú Kevin Trần. Dạ. Lần này là chú anh Tuấn ở Việt Kiều Mỹ. Trời ơi, chú Kim Vinh Trần cũng ở Mỹ luôn. Mô Phật, trời ơi, mang ơn chú biết nhiều chú ơi. Tôi nói thiệt, tôi mừng dữ lắm mà. Mẹ tôi đẻ chú không mừng mà. Chú nho cho tôi mừng lắm chú ơi. Chú con là... đại diện con trao thôi chứ. Xong con... rồi tôi sống mà. Chú cho tiền để cho tôi sống hoài ạ. Chú cho tiền tôi sống hoài. Con mắt tôi bây giờ nó không thấy. Chú Bo nhớ mua sữa cho bà uống nha. À, chú nói lời nào với mạnh thường quân không? Dạ. Mang ơn quá trời. Chúng mà nói mạnh thường quân chúng mà cảm ơn về tới cảm ơn mạnh quân chú Tuấn ra mạnh giỏi. Dạ. Trần. Dạ. Chúng cầu chúc mà cũng cảm ơn quân luôn. Chú mà trò này có gì không? Tôi còn sống nữa. Thôi thưa bà. Ngồi ở đây. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin thay mặt cho chú Bo, thay mặt cho bà. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh Tuấn là Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho bà 200 USD đen tương ứng 4.700.000 đồng. Xin chân trước đây thì xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần đã đồng hành cùng kênh để ủng hộ cho chú Bo với bà. Một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Chúc cô bác quý anh chị sức khỏe và an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi thưa bà con về. Trời ơi, trời ơi, tao mừng quá mày ơi. Bà vui luôn hả? Bà vui hẳn luôn kìa. Chú chào con sống đi, tao mừng mày quá mày ơi. Thôi bye bye, các bà con về giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi bye bye bà con về nha. Mô Phật, trời ơi, chú nghiệp chào. Dạ, con về nha chú. Dạ. Dạ.
mai nhớ mua sữa cho ba giùm con nha. Dạ dạ dạ.